Vừa qua tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Kiểm toán nhà nước đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2021-2023. Thực hiện kế hoạch hành động về bình đẳng giới của Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2021-2025 và chủ trương tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo quản lý từ năm 2021 đến năm 2023, ban cán sự đảng, lãnh đạo Kiểm toán nhà nước và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc đã quan tâm bố trí, phân công cán bộ, công chức viên chức nữ vào những vị trí chủ chốt, tạo điều kiện cho công chức viên chức nữ phát huy trình độ, năng lực chuyên môn, góp phần tích cực vào kết quả hoạt động của đơn vị. Thay mặt cho ban cán sự đảng, lãnh đạo của toán nhà nước, tôi hoan nghênh và ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, công đoàn, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trong toàn ngành đối với công tác bình đẳng giới và vị trí tiến bộ phụ nữ của kiểm toán nhà nước trong thời gian vừa qua. Trong giai đoạn 2021-2023, lãnh đạo kiểm toán nhà nước đã đặt nhiệm vụ quan trọng phấn đấu để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực cho nữ công chức. Điều này đã tạo cơ hội thuận lợi để nữ công chức phát triển sự nghiệp và đóng góp tích cực vào hoạt động của kiểm toán nhà nước. Tuy nhiên, hội nghị cũng nhận định công tác bình đẳng giới có một số thách thức và tồn tại về lồng ghép quan điểm bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị chưa thực sự đồng đều hội nghị đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể để thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ kiểm toán nhà nước trong giai đoạn tới. Nhân dịp này, lãnh đạo kiểm toán nhà nước đã trao tặng hai suất quà đến quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo và trao tặng 30 suất quà đến học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bình Định.